Đầu tiên, thầy nhắc lại phương pháp xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Thầy lấy ví dụ, chúng ta muốn xác định góc giữa đường thẳng EB và mặt phẳng B. Thì bước thứ nhất, chúng ta xác định giao điểm EB giao với mặt phẳng B tại điểm B. Khi đó chúng ta bỏ B, chúng ta đi qua điểm A. Đây là cách thông thường nhất. Chúng ta tìm xem thử là từ A có đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng B hay không, có sẵn hay là chúng ta phải dựng. Thì ví dụ như đây, chúng ta có AH vuông góc với mặt phẳng B tại H, thì khi đó BH chính là hình chiếu của AB lên mặt phẳng B. Góc giữa đường mặt người ta định nghĩa là góc giữa đường và hình chiếu của nó lên mặt phẳng. Thì từ đó chúng ta suy ra ngay góc giữa AB và mặt phẳng B đó chính là góc ABH. Và ở đây chúng ta có một điểm lưu ý, thì cái góc B này nó chính là cái giao điểm của chúng ta ngay từ đầu. AB giao với mặt phẳng B tại điểm B thì đó chính là góc B. Chủ yếu là chúng ta đi qua các bước sau. Và khó ở đây chính là tìm đường EH vuông góc với mặt phẳng B. Thì chúng ta tìm EH như thế nào? Ở đây thầy liệt kê ra 3 kiểu chính để chúng ta xác định EH. Thứ nhất, đó là chúng ta dễ thấy và gần như nó là có sẵn. Số 2, để đi dựng EH thì khi đó chúng ta dựng đường vuông góc từ một điểm ở dưới mặt phẳng đáy tới mặt phẳng chứa đường cao. Thầy lấy ví dụ, M là một điểm ở mặt phẳng đáy, đây chính là mặt phẳng đáy. Chúng ta cần dựng đường vuông góc từ M đến mặt phẳng SAB, đây là mặt phẳng chứa đường cao. Thì khi đó chúng ta chỉ cần làm theo các bước sau. Bước thứ nhất, đó là chúng ta xác định cạnh đáy. Và qua bước số 2, từ điểm M chúng ta dựng MK vuông góc với cạnh đáy AB này. Thì chúng ta suy ra ngay là MK nó sẽ vuông góc với mặt phẳng SAB. Lý do MK vuông góc với AB, MK vuông góc với SH là đường cao. Thì sau này chúng ta học về khoảng cách thì chúng ta sẽ biết là khoảng cách từ điểm đến mặt thì nó sẽ có một dạng là khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng chứa đường cao, thì chúng ta sẽ cũng sẽ thông qua hai bước như thế này. Và một dạng thứ ba là góc giữa đường cao và mặt bên. Thì dạng thứ ba này thầy sẽ đề cập ở các nội dung sau. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm hai bài tập là bài tập số 3 và bài tập số 4. Đầu tiên, chúng ta đi vào bài tập số 3. Cho chóp SABCD có đáy là hình vuông. SA vuông góc với mặt phẳng ABCD. Xác định góc. Thì công việc đầu tiên khi chúng ta làm là chúng ta phải nhận định được là có đường nào vuông góc với mặt nào. Đó là điều chúng ta phải thấy ngay từ đầu để chúng ta phục vụ cho việc tính và xác định góc. Bây giờ chúng ta nhìn vào hình. Đáy là hình vuông, chúng ta ký hiệu các góc vuông. SA vuông góc với đáy, thầy ký hiệu. Đối với một bài như thế này thì chúng ta phải thấy ngay, đó là thứ nhất, SA vuông góc với mặt đáy nhân đến nó sẽ vuông góc với tất cả các đường. AB và CD cùng vuông góc với mặt phẳng là SED. Lý do ví dụ như là CD thì nó vuông góc với ED.
CD vuông góc với XA, thì khi đó CD vuông góc với XAD. Cặp thứ hai đó chính là AD và BC thì cùng vuông góc với mặt phẳng là XAB. Thầy nhắc lại, AD và BC thì cùng vuông góc với mặt phẳng là XAB. Ngoài ra, đáy ở đây là hình vuông, thì khi đó chúng ta lại có thêm là BD vuông góc với mặt phẳng SAC. Lý do BD vuông góc với AC là 1, BD vuông góc với SA là 2. Đó là những điều chúng ta phải thấy ngay từ đầu. Chúng ta đi vào câu A. Xác định góc giữa SC và mặt phẳng ABCD. Chúng ta làm nhanh như sau. Bước 1. SC giao với ABCD tại điểm C. Thì chắc chắn góc giữa SC với mặt ABCD nó phải là góc C. Chủ yếu là góc gì C? Thầy nhắc lại, SC giao với mặt phẳng tại điểm C, bỏ C, chúng ta quay S, xem thử có S gì vuông góc, thấy ngay, có SA vuông góc. Tại A, thì suy ra ngay, góc giữa SC và mặt phẳng ABCD, đó chính là góc SCA. Chúng ta bắt đầu nhìn hình SC giao điểm, bỏ C qua S, có SA vuông góc. Như vậy SC AC đó chính là góc SCA. Hoặc chúng ta nhìn ngay đây, chúng ta đã thấy ngay. Chúng ta qua câu B. Góc giữa SC và mặt phẳng SAB. SC giao với mặt phẳng SAB tại S. Chúng ta bỏ S thì đương nhiên chúng ta sẽ qua C. Thì ý thứ hai, xem thử chúng ta có C gì vuông góc với mặt phẳng SAB. Thấy ngay là CB vuông góc với mặt phẳng SAB. Chúng ta suy ra góc giữa SC với mặt phẳng SAB đó là góc CSB. Hoặc chúng ta bắt đầu nhìn hình SC SB thì đương nhiên nó là góc này. Ở đây thầy chỉ định hướng lại cách chúng ta xác định góc, được còn đương nhiên việc chứng minh CB vuông góc với mặt phẳng SAB đây là điều chúng ta phải giải thích lý do. Chúng ta qua câu C. Ở đây đây là thầy sửa lại, đây là câu C và đây là câu D. Góc giữa SB và mặt phẳng SAC. Bước 1. SB giao với SAC tại S. Thì chắc chắn cái góc giữa SB với mặt SAC nó phải là góc S. Rồi giờ bước thứ hai, bỏ S về B. Chúng ta thấy ngay, chúng ta có BD hoặc là BO vuông góc với mặt phẳng SAC tại ô.
Từ đó chúng ta suy ra góc giữa FB và mặt phẳng SAC nó phải là góc BFO. Ngay từ đầu chúng ta phải thấy giao điểm tại S thì nó phải là góc S. Bây giờ chúng ta phải bổ sung lên, đây chính là BFO. Và câu cuối cùng, câu D, G là trọng tâm tam giác ABC. Trọng tâm chúng ta có thể vẽ hai đường trung tuyến hoặc là chúng ta vẽ một đường trung tuyến và chúng ta chia nó là ra làm ba phần bằng nhau. Thì ở đây chúng ta có một đường trung tuyến đó là BO. Ta chia ra làm ba phần bằng nhau. Đây là G. Góc giữa SG và mặt phẳng SAB đây chính là điều thầy muốn nói. Chúng ta bắt đầu bước thứ nhất, SG giao với mặt phẳng SAB tại điểm điểm S. Bước thứ hai là bỏ S, chúng ta qua G xem thử là có G gì vuông góc với mặt phẳng SAB có sẵn hay là chúng ta phải dựng. Thì ở bài này nó không có sẵn thì chúng ta phải dựng. Thì rõ ràng chúng ta thấy ngay G là một điểm ở dưới mặt phẳng mặt đáy và mặt phẳng SAB là mặt phẳng chứa đường cao. Thì chúng ta chỉ thực hiện theo hai bước đây là xong. Bước thứ nhất, xác định cạnh đáy AB. Bước thứ hai, từ G kẻ đường vuông góc với AB. Trong mặt phẳng, hai đường thẳng cùng vuông góc với AB thì nó sẽ song song với nhau. Chúng ta thấy ngay BC, AD nó đã vuông góc với AB. Từ G nếu chúng ta kẻ đường vuông góc bắt buộc nó phải song song với AD và BC. Thầy đặt đây là K. Như vậy chúng ta đã dựng được GK vuông góc với mặt phẳng SAC SAB. Dựng GK vuông góc với AB tại K, suy ra GK vuông góc với mặt phẳng SAB. Các bạn sẽ tự giải thích. Lý do ở đây là GK vuông góc với AB, GK vuông góc với SA, suy ra GK vuông góc với mặt phẳng SAB tại K. Như vậy chúng ta đã tìm được GK vuông góc. Thì chúng ta suy ra góc giữa SG và mặt phẳng SAB đó là góc S. Và ở đây là GSK. GS. Nó chính là góc này. Thì câu D này nó chính là dựng đường vuông góc từ một điểm ở dưới đáy đến mặt phẳng chứa đường cao. Chúng ta chỉ cần là theo hai bước là chúng ta sẽ làm được. Chúng ta chuẩn bị qua câu số 4. Có vấn đề gì cần trao đổi, các bạn có thể là bình luận bên dưới video. Câu số 4. Cho chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Tâm O
Cạnh AB là bằng 2A, BC 2A căn 2. Biết ít hát vuông góc với mặt phẳng ABCD tại H, với H là trung điểm AB, và tam giác XAB là tam giác đều. Như vậy tam giác đều cạnh 2A. Câu A, dễ thấy những đường nào vuông góc với mặt nào? Đây là một câu để chúng ta nhận định là đường nào vuông góc với mặt nào để phục vụ cho việc chúng ta xác định góc nhanh hơn. Câu A. Các bạn có thể là bấm dừng video và chúng ta nhìn hình xem thử là đường nào vuông góc với mặt nào mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay. Và các bạn có thể là bình luận bên dưới video, sau đó chúng ta so sánh. Chúng ta bắt đầu. Thứ nhất là XH vuông góc với mặt phẳng ABCD. Điều này là chúng ta không cần phải nói tới. Thứ hai là chúng ta phải thấy được là BC nó vuông góc với mặt phẳng SAB. Tương tự AD cũng vuông góc với mặt phẳng SAB. Thầy có thể giải thích, thầy sẽ giải thích một cái ở đây. Lý do là AD nó vuông góc với AB là 1, AD vuông góc với SH là 2. Ở hình này chúng ta không có được là CD vuông góc với mặt phẳng SAD. Chúng ta cũng không có là AB vuông góc mặt phẳng SAD. Thầy lấy đơn cử, AB không thể nào vuông góc với mặt phẳng SAD được. Vì AB nó mới chỉ vuông góc với AD, mà AB hoàn toàn không vuông góc với SA. Vì ở đây đã vuông rồi thì không thể nào ở đây là vuông nữa. Trong tam giác không thể có hai góc vuông. Chúng ta chỉ có được như đây. Thì chúng ta bắt đầu câu B. Xác định và tính số đo các góc sau. Đầu tiên, thầy sẽ xác định góc giữa SC và mặt phẳng ABCD. Bước 1. SC giao với ABCD tại điểm C, thì chắc chắn góc cần tìm là góc C. Bỏ C qua X, chúng ta thấy ngay XH vuông góc với mặt phẳng ABCD tại H. Thì suy ra góc giữa SC về mặt phẳng ABCD nó là góc SCH. SCH. Chúng ta bắt đầu đi tính. Để đi tính góc thì tốt nhất chúng ta nên đặt nó vào tam giác đặc biệt. Ở đây chúng ta thấy ngay góc SCH, chúng ta sẽ đặt vào tam giác là SCH vuông tại H. Chúng ta có thể tính được là HC và chúng ta có thể tính được là XH. Từ đó tìm tan lấy đối chia kề là xong. Thầy thực hiện như sau. Đầu tiên, thầy đi tính HC. HC, thầy sẽ đặt trong tam giác vuông là HBC. HB
sẽ có độ dài là A. Như vậy chúng ta sẽ dùng Pythagore và chúng ta tính được là HC. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tính là SH. SH là đường cao trong tam giác đều cạnh 2A. Thì khi đó SH nó sẽ là cạnh nhân căn 3 chia 2. Như vậy 2A là bằng A căn 3. Ngoài ra có nhiều kiểu để chúng ta đi tính SH. Ví dụ, chúng ta có thể đặt trong tam giác là SHB. SB nó có độ dài là 2A. BH A Pythagore chúng ta ra. Ngoài ra trong tam giác SHB chúng ta có góc này là 60 độ. Tìm tan lấy đối chia cơ chúng ta cũng có được là SH. Tiếp theo, tan góc SCH bằng đối tức là SH chia cho HC. A căn 3 chia cho 3A thì chúng ta sẽ được là SCH bằng 30 độ. Nếu chúng ta làm tự luận thì ở mỗi bước này, ví dụ như là tính tan thì chúng ta phải nói là trong tam giác SCH vuông tại H. Tương tự HC, chúng ta phải nói là trong tam giác nào vuông tại đâu thì chúng ta mới sử dụng Pythagore. Ở đây thầy chỉ làm theo vắn tắt. Chúng ta tiếp tục. Ý thứ hai là góc giữa SD và mặt phẳng SAB. Bước 1, SD giao mặt phẳng SAB tại S. Bước 2, bỏ S, chúng ta qua D, xem thử có D gì vuông góc với mặt phẳng SAB không. Thấy ngay từ đầu là chúng ta có là DA vuông với mặt phẳng SAB tại A. Thì từ đó chúng ta suy ra góc giữa SD với mặt phẳng SAB góc DSA. Chúng ta nhìn hình, chúng ta nhìn ngay đây chúng ta đã thấy này là DSA. Bây giờ chúng ta qua nhìn hình SD cắt phải S, bỏ S qua D, có DA vuông góc. Như vậy SD SA thì đó là góc DSA. Bây giờ chúng ta đi tính như thế nào? Thì rõ ràng tam giác SAD nó cũng là tam giác vuông tại A. Lý do vì sao tam giác SAD vuông tại A? Bởi vì DA vuông góc với mặt phẳng SAB dẫn đến DA vuông với SA. Thì để đi tính thì rõ ràng tam giác vuông chúng ta có được cạnh là AD, đây là cạnh đối. SA là cạnh cơ. Tìm tan lấy đối AD chia cho cờ SA. AD là 2A căn 2 chia cho 2A bằng căn 2. Các bạn bấm shift tab thì chúng ta sẽ có được giá trị gần đúng. Chúng ta qua câu cuối cùng. Góc giữa SO và mặt phẳng ABCD. SO
Bước 1, XO giao với mặt phẳng ABCD tại O. Bước thứ hai, bỏ O, chúng ta qua X, thấy ngay XH vuông góc với mặt phẳng ABCD tại suy ra góc giữa XO và mặt phẳng ABCD là góc SOH. SO SH là góc SO với lại OH là góc SOH. Giao điểm bỏ O và S có SH vuông góc thì suy ra HO đây chính là hình chiếu. Như vậy SO HO là góc SOH. Thì việc đi tính cũng khá nhẹ nhàng. Chúng ta thấy ngay sẽ đặt vào tam giác là SHO vuông tại H. Chúng ta đã có được là SH là A căn 3. Rõ ràng O trung điểm, H trung điểm suy ra HO là bằng 1 phần 2 lần BC. A căn 2. Tìm tan, lấy đối, chia cờ là xong. Chúng ta kết thúc hai bài tập B4. Ở video tiếp theo, chúng ta sẽ qua góc giữa hai mặt phẳng. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.